Nhồi nhét thức ăn được liệt kê là vấn đề hay gặp nhất đối với phương pháp chống răng implant tiêu chuẩn hiện nay. Theo thống kê của ICOI, có tới 35% trường hợp chống răng implant theo phương pháp cũ xảy ra tình trạng bị rắt thức ăn sau 1 năm lắp răng sứ, một con số thực sự rất cao. Nguyên nhân rắt thức ăn có thể là do răng sứ chế tác thiếu chuẩn xác. Bên cạnh đó, tình trạng này còn do ưu điểm cố hữu của trụ abutment chế tác sẵn, bởi chúng chỉ có duy nhất một dạng và một số kích thước lên trụ hình sản xuất sẵn, không thể tái lập lại được hình dạng giải phẫu của mô lợi và để lại một khoảng trống tam giác đen quá lớn ở vùng hai bên kẽ răng, gây ra rắt thức ăn vào vùng này. Ngoài ra, nó còn để lại một khoảng trống giữa má và lợi phía ngoài, dẫn tới ứ động thức ăn tại đây. Rắt thức ăn lâu ngày có thể dẫn tới viêm quanh implant, từ đó dẫn tới tiêu xương và mất tích hợp chân implant sau một thời gian từ 3 đến 5 năm sử dụng. Do đó, cá nhân hóa trong chống răng implant rất quan trọng. Sử dụng trụ hình cá nhân hóa để tái tạo hình thể lợi qua 3 chiều không gian. Được hoàn tất uốn lượn, tái lập được hàng rào sinh học bảo vệ chân răng implant phía dưới, giải quyết triệt để vấn đề rắt thức ăn quanh răng implant. Răng toàn sứ 3D Pro Multilayer đa lớp có màu sắc và độ trong mờ, xuyên sáng, giống đúc răng thật. Ngoài ra, có độ cứng biến thiên nên không gây nguy hại cho răng đối. Giúp bệnh nhân sau khi chống răng implant có kết quả an toàn nhất, thẩm mỹ nhất và bền vững nhất. Như vị khách hàng này, khách hàng Dương Mạnh Anh đến với chúng tôi trong tình trạng đấy là anh bị mất chiếc răng số 21 do anh bị tai nạn. Thì sau khi mất chiếc răng, nhìn nụ cười của anh đấy thì khá mất thẩm mỹ. Và hiểu được mong muốn của anh thì chúng tôi đã tiến hành cấy ghép implant để thay thế lại chiếc răng số 21 của anh. Và chiếc răng của anh thì được sử dụng công nghệ chồng răng implant DCT, sử dụng trụ hình cá nhân hóa kết hợp với răng sứ 3D Pro Multilayer để tái lập lại được thẩm mỹ. Về thẩm mỹ trắng thì đã tái lập lại được chiếc răng của anh về cả kích thước và màu sắc giống ý đúc răng thật. Còn về thẩm mỹ hồng thì đã tái lập lại đường viền lợi theo 3 chiều không gian, đã tạo lại được viền lợi theo hình vỏ sò và màu sắc lợi cũng rất là hài hòa với các màu sắc răng, màu sắc lợi bên cạnh, cũng như là tái lập được lại nhú lợi và đem lại cái tính thẩm mỹ cao nhất cho hàm răng của anh, đảm bảo được tính thẩm mỹ và giải quyết triệt để tình trạng rắt thức ăn của anh. Và sau khi lắp răng xong thì nụ cười của anh đã tươi và vui hơn rất là nhiều. Điều đó thì đã đem lại niềm vui cho khách hàng và cũng như là niềm vui cho đội ngũ của nha khoa Lạc Việt Yên Tích chúng tôi. Như vậy, với công nghệ chống răng implant DCT đã giúp cho khách hàng có được kết quả chống răng implant an toàn nhất, thẩm mỹ nhất và bền vững nhất.